Vào đúng 5 giờ sáng, chư tôn giáo phẩm hội đồng lưỡng viện tề tựu quanh kim quan Đức Tăng Thống làm lễ phát nguyện. Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ thay mặt hội đồng lưỡng viện dâng lời tác bạch trước túc di quan như sau: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Giác Linh Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Chư Giám. Hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2008, tức mùng 9 tháng 6 năm Mậu Tý, Phật lịch 2552, chỉ còn ít phút nữa, Đức Cố Tăng Thống sẽ vĩnh biệt chúng con. Trước linh đài của Ngài, trong giờ phút thiêng liêng đau buồn này, thay mặt Hội đồng lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Văn phòng 2 Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ và các châu lục, chư tôn Đức Tăng Ni, môn đồ Pháp Quyến cùng toàn thể cư sĩ Phật tử thuộc giáo hội trong và ngoài nước, chúng con kính cẩn dâng lên Giác Linh Đức Cố Tăng Thống đôi lời tác bạch, bày tỏ nỗi niềm xót xa thương tiếc trước sự ra đi của Ngài. Đành rằng theo lời Đức Phật dạy, tất cả pháp đều vô thường, đã có sinh ắt có diệt, đó là quy luật tự nhiên. Nhưng đối với giáo hội, với toàn thể tăng ni và Phật tử chúng con, sự ra đi của Ngài là một mất mát quá to lớn, không gì bù đắp được. Kính bạch Giác Linh Đức Cố Tăng Thống, suốt 33 năm qua, kể từ 1975 của thế kỷ trước, trong cơn pháp nạn và quốc nạn dai dẳng kéo dài, Ngài đã luôn là bóng cây đại thụ che mát cho chúng con, là người thuyền trưởng vững tay chèo lái con thuyền giáo hội vượt qua bao cơn sóng gió bão táp giữa trùng khơi. Ngài đã hy hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp bảo vệ chánh nghĩa của dân tộc, của đạo pháp, đòi hỏi quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất qua bao gian lao, tủi nhục, tù tội lưu đày. Như Ngài đã từng nói, sống không nhà, chết không mồ, đi không đường, tù không tội. Giờ đây, Ngài đã ra đi vĩnh viễn, cuộc vận động phục hoạt giáo hội chưa được trọn vẹn. Chúng con, toàn thể tăng ni Phật tử trong và ngoài nước, nguyện sẽ tiếp tục đi theo con đường Ngài đã vạch, mặc dù còn rất nhiều chông gai chờ đón phía trước. Chúng con quyết tâm điều hành Phật sự giáo hội theo phương hướng của Hội đồng lưỡng viện đã hoạch định, cho đến khi giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được tự do hoạt động thực sự như thời kỳ trước năm 1975 để hoàn thành chí nguyện của Ngài. Kính xin Giác Linh Đức Cố Tăng Thống rủ lòng thương thưởng gia hộ cho chúng con có đầy đủ niềm tin vững chắc vào tương lai tự do tươi sáng của dân tộc và đạo pháp, có ý chí sáng suốt kiên cường để giữ gìn bảo vệ giáo hội truyền thống đã do lịch đại tổ sư chư thánh tử đạo và toàn thể Phật tử xây dựng nên. Kính xin Đức Tăng Thống tác đại chứng minh. Cẩn bạch Thích Quảng Độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, chư hòa thượng, thượng tòa, đại đức tăng ni. Kính thưa chư liệu vị quan khách, kính thưa quý đồng hương, đồng bào Phật tử. Đức đệ tứ tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đại lão hòa thượng Thượng Huyền Hạ Quang đã viên tịch ngày 5 tháng 7 năm 2008. Hôm nay, văn phòng hai viện Hóa đạo cùng với giáo hội các châu tổ chức lễ tưởng nguyện và thọ tang. Chúng tôi chân thành cảm kích sự hiện diện của chư liệt vị
để tưởng niệm Đức Cố Tăng Thống và chia sẻ sự mất mát lương lao của giáo hội. Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang viên tịch năm ngài 89 tuổi. Cả cuộc đời ngài sống vì Phật pháp. Xuất gia từ thời niên thiếu 52 tuổi, nhanh chóng trở thành một học tăng xuất sắc trong tăng chúng. Năm ngài ra đi với pháp đạt 69, ngài là vị lãnh đạo tối cao của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong ngôi vị tăng thống. Không ai có thể phủ nhận sự thể hiện trác nghiệp của ngài trên cả ba phương diện học đạo, hành đạo và hoằng đạo. Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, một tăng sĩ suốt đời thao thức và đóng góp quê hương dân tộc, từ thời còn là một nhà sư trẻ, ngài đã dấn thân cho đại cuộc giành độc lập tự chủ cho đất nước thời Pháp thuộc. Nhưng giai đoạn sau này, những giai đoạn sau này mãi cho đến những tháng năm cuối cuộc đời ngài vẫn tiếp tục lên tiếng cho lẽ sống tự do dân chủ. Trong tâm cảm của ngài chưa bao giờ có một đạo Phật hiển sinh mà thiếu sự song hành với vận mệnh của quê hương dân tộc. Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang là một biểu tượng cao cả của tinh thần vô quý. Cái giá ngài phải trả cho sự dấn thân vì đại nghĩa là những năm tháng tù đầy qua các giai đoạn lịch sử từ thời Việt Minh cho đến ngày nhắm mắt trong chế độ cộng sản, đã nhiều lần sống trong lao lý an trí vạn thục. Bao mua chùa không làm mềm lòng, lắm rõ đầy lao khổ không làm thối chí. Những lên tiếng khăn khái của ngài trước bảo quyền là hình ảnh kẻ sĩ trước sự hưng vong của đất nước, là bán nguyện của Bồ Tát trước nỗi khổ của chúng sinh. Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang là một bậc lãnh đạo trí dũng song toàn. Cơ cấu tổ chức của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không có lãnh vực nào không có dấu ấn của ngài, là vị tổng thư ký đầu tiên. Và suốt năm nhiệm kỳ sau đó, ngài đã đóng góp to lớn cho sự xây dựng nền tảng giáo hội. Giữa bao nhiêu phong ba bão táp, ngài luôn luôn xác định được hướng đi đích thực. Ngài đã không để cho những cuốn hút của thời thế làm lệch hướng giá trị căn bản của lý tưởng phụng sự. Ngay ngài nằm xuống, các tổ chức nhân quyền trên thế giới gọi ngài là một biểu tượng của dân chủ nhân quyền. Trong giờ phút lắng động này, xin chúng ta đồng tâm thắp nén tâm hương tưởng niệm ngài. Xin cảm ơn chư liệt vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.